Hết hồn phát hiện sinh vật khổng lồ như quái vật trôi dạt vào bờ biển. Một sinh vật có vẻ ngoài như quái vật ngoài hành tinh dạt vào bờ biển nổi tiếng ở Australia, khiến khách du lịch choáng váng. Sự việc xảy ra ở cửa sông Kennet tại bờ biển phía tây nam Victoria, Australia hôm 25 tháng 7. Cặp vợ chồng Kate Jampton và Tom khi đang đi dạo bỗng vô tình phát hiện thấy một sinh vật có kích thước to khổng lồ khoảng 2 mét và vẻ ngoài kỳ dị như quái vật ngoài hành tinh. Đang đi dạo bỗng chúng tôi thấy một khối lớn nằm trên cát, thường xuyên ghé thăm khu vực này. Nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó, Tom cho biết. Theo các nhà nghiên cứu, sinh vật mà cặp đôi nhìn thấy là cá mặt trăng. Đây là loài cá có thể đạt chiều dài trung bình 2,5 mét và nặng tới hàng trăm kg. Tuy nhiên, việc nhìn thấy chúng là điều rất đặc biệt. Lý giải về việc cá mặt trăng trôi dạt vào bờ biển, anh Jamfer Potter, nhà sưu tầm cá đến từ bảo tàng South Australian, cho biết, một trong những mối nguy hiểm nhất đó là chúng có thể bị va vào tàu bè. Loài cá này còn thường ăn phải túi ni lông vì nhầm tưởng là sứa, nên khả năng tử vong cũng cao. Cá mặt trăng thường xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới, do có bộ vây đặc biệt, nên chúng thường bị nhầm với cá mập. Cá mặt trăng được coi là món hải sản quý hiếm ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, quốc Việt, theo DM.